siêu phẩm luôn ha mấy ông anh ha, siêu phẩm luôn. Nay shop em quay cho anh em một buổi tối ấm áp tại shop Phụ Tùng 67 Quân Dễ Thương Nhất Sài Gòn. Hôm nay shop em lên sóng cho anh em một em cúp Z2 DK đó, quá đẹp, quá xuất sắc luôn. Phải nói là lâu lắm rồi mới về được một em vậy luôn. Nay em này đúng đời luôn, Z2 DK luôn anh em. Quay một vòng cho anh em ở xa xem đi. Nói chung là zin dốt dốt, được rất là nhiều anh em dặn, giống như cái này nè. Shop em nhớ một chiếc một ông anh ở bên hải ngoại á, anh mua shop em là 3 chiếc rồi. Anh dặn là khi nào mà có chiếc đam màu đỏ điện cho ảnh. Nhưng mà bữa dở quá, có lưu Zalo mà không thấy, ít quá, không thấy ảnh, không biết, không cái nhớ Zalo của ảnh. Anh dặn shop em nào mà có chiếc đam màu đỏ, tại vì ảnh hay anh mua một chiếc 67, một chiếc đam xanh rồi. Anh kêu anh cần chiếc đam màu đỏ, không cần mới, chỉ cần cũ cũ gì thôi. Xe này liền lắm, xe này nói chung là về trưng bày là hết ý luôn. Nay shop em quay cho anh em xem, em này thì biển 57 anh em nha, biển 57, biển cũ là 61, hiện bây giờ là 57. Đây quay qua đây cho anh em xem. 57, biển số đẹp luôn nha, 797 luôn. Biển số zin nha anh em, biển số zin nha, cái zin số khung số máy chuẩn chỉ. Em này giá cực kỳ dễ thương luôn, và quýnh một vòng cho anh em ở xa đi, rồi em sẽ review chi tiết cho anh em xem một em cúp Z2 DK đó. Quá đẹp, quá dễ thương. Bẩn zin nha. Nói chung là đồ zin còn rất là nhiều. Đồ zin còn rất là nhiều luôn. Anh em quýnh một vòng đi rồi review cho anh em ở xa xem. À, rồi đi vào chi tiết cho anh em xem. Số khung số máy là bảo quay cho mọi người xem. À, em này không biết là trong video thì anh em thấy sao, nhưng mà ở ngoài thì rất là đẹp. Ở ngoài thì nói chung là xe này thì không mới đâu ha, xe này thì không mới, nó chỉ cũ thôi chứ không có mới. Đó, quay số khung số máy rồi qua đây quay cho anh em xem. Thì đầu tiên của xe cúp á, thì để sắp quay cho anh em xem những cái chiếc xe cúp riêng về, không phải là cúp tròn, cúp cổ hay là cúp đời mới. Tất cả những xe cúp mà bên shop em bán đều đuôi là không một lũng nha, sườn là thẳng băng. Đó, quay đây cho anh em xem. Đuôi là không một lũng nha, sườn thẳng băng, sườn không có một mọt gì hết. Đó, quay rõ ràng chi tiết cho anh em ở xa xem. Em này là chỉ có vậy nè, chỉ có quay nè, xi nhan zin nha. Xi nhan zin. Ha, đèn lái sau zin nè. Đèn lái sau zin, những cái gối này là zin hết nha, những cái gối này là zin hết nha. Ghế yên nè. Ghế yên là zin hết anh em nha. Đây, phuộc sau zin nè. Chỉ có này nè, để quay cho anh em xem. Niền câm zin luôn. Niền câm zin luôn, nhưng mà niền câm có mục nha, có lũng nha, có làm sao quen vậy cho anh em xem. Đâu rồi? Chắc ở đằng trước quá, ở đằng trước quá, đằng trước có mục. Niền trước niền sau là zin nha, zin. Đây, đây này có mục nha. Quay rõ ràng cho anh em xem. Đó. Shop em bán lúc nào cũng vậy, có làm sao thì quay rõ ràng vậy cho anh em, hết tránh trường hợp mất lòng. Thì shop em cũng nói rõ luôn, cái này gấp zin nha, gấp zin, phuộc zin, bô zin luôn nha. Đây, quay cho anh em ở xa xem, bô zin nha, bô cánh chim. Đây, đúng gấp đam nè, đây, bô đam nè, ha, đây, bô chim, bô zin nha. Đồ zin rất là khá luôn. Và những anh em nào mà nếu mà tìm chiếc xe cúp đam hay là 78, 79 mà về trưng bày, em mày là hết ý luôn. Nó nói chung là nó cũ dốt dốt á, nó cũ dốt dốt anh em, nhìn nó đẹp lắm, dễ thương lắm, mà nhìn nó đã lắm, nhìn nó đã mắt lắm. Đây nè, quay vô nồi, vô đập lùng zin nha, vô đập lùng zin nha. Bẩn zin nè, cái này là bẩn 78 zin. Đây, quay rõ ràng cho anh em ở xa xem, rất là đẹp nha, rất là đẹp, máy móc luôn. Quay rõ ràng cho anh em ở xa xem, cho mấy ông chú mấy ông anh ở xa xem đó, máy cũng sạch sẽ. Thì có làm sao mình quay rõ ràng vậy cho anh em, để tránh cái trường hợp mất lòng. Đó, mình quay hết. Máy móc là bao thì thầm. Điện đèn càng là full chức năng đầy đủ. Đây, quýnh trên cái ghi đông cho anh em xem bảo. Cái màu đỏ đã không? Cái màu đỏ đã không? Rất là đẹp ha. Màu đỏ rất là đã. Đó, đồng hồ, ngon lành cành đào. Cầm công tắc là xài được hết nha. Cầm công tắc là xài được hết. Chứ không phải là cái đồng hồ để chơi nha, đồng hồ là để chạy được hết nha. Đây, quay về sao? Điện đèn càng xi nhan đầy đủ. Đó, càng nè. Đó, càng quay rõ ràng cho anh em ở xa xem. Xi nhan trái phải đầy đủ. Ha,
dàn đằng trước nè, sạch sẽ, bẩn zin, mặt nạ zin, à, nói chung là xe rất là khá. Chung là mình có cái giá trị sưu tầm anh em, cái giá trị sưu tầm thì những anh em nào á mà thích cái dòng xe này, ha, à, có cái tính chất hoài niệm á thì em này, à đây nè, quên nữa đằng trước, đây đằng trước nè, cái này đằng trước là niền cam zin nha, nhưng mà bị mục nè, đó có làm sao thì shop em quay vậy cho anh em qua đây bảo, qua đây quay cho anh em rõ ràng, để tránh cái trường hợp mít lòng á thì xe bên shop em lúc nào cũng vậy á, có làm sao báo vậy, chứ không có báo tầm bậy tầm bạ, ha. Có làm sao báo vậy cho anh em xem niền nè. Đó ngay chỗ quanh dòi bảo quay vô cho mọi người xem. Cái quanh dòi. Đây. Nhưng mà nó zin. Nó zin mình tiếc mình không có có thay anh em nha. Nó zin mình tiếc không có thay. Đó mình để vậy cho anh em nhìn cái xe cho nó đều. Và shop em cũng xin báo giá với anh em luôn, một em cúp Z2DK này giá của em nó là 15.500.000. Một cái giá cực kỳ tốt luôn, một cái giá cực kỳ dễ thương. Cho những anh em nào mà sưu tầm, đi cà phê, đi chơi, ha, đều được hết luôn. Đó. 15.500.000 và địa chỉ để anh em xem trực tiếp là 37/15 đường Lâm Thị Hố, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12. Và số điện thoại của shop em là 0948265265 anh em nha. 0948265265. Đó. Giờ quay vô số khung, số máy, quay vô cạc vẹt. Cho nói chung là mình bán xe lúc nào mình cũng quay rõ ràng cho anh em á. Nên em ở xa yên tâm, tình trạng xe có làm sao báo vậy ha. Cái màu đỏ rất là tươi, màu đỏ rất là đẹp. 15.500.000 và số điện thoại của shop em là 0948265265 anh em nha. Quá đẹp, quá dễ thương. Đó. Quay vô số khung, số máy chuẩn chỉ cho anh em xem. Quay cốp, quay sườn, quay đuôi ha. Mình quay rõ ràng hết. Để mình ở đây mình buôn bán, mình không có cái dấu giếm gì hết. Có làm sao quay như vậy à, có làm sao quay như vậy à, ha, đây, đó, có làm sao quay như vậy cho anh em, cũ thì cũ đều, mới thì mới đều, ha, máy này móc thì bao thì thầm, để em test luôn, để mình test trực tiếp cho anh em xem luôn, ha, còn đây là, này xin nhanh zin, còn đây là biển số nè, biển số cũng dễ thương lắm, 797 BM, và giá của em nó là 15.500.000, và xe của bên shop em có cọc là có ship xa, nên anh em ở xa yên tâm ha. Cái máy phải nói là anh em nghe được tiếng máy không? Nó giống như là xe điện vậy. Giống như xe điện vậy anh em. Hết xăng nữa. Quên nó đổ xăng, nó đổ xăng để quay cái quên. Hết xăng. Nãy rửa xong nó nói để quay review cho anh em, quên đổ xăng luôn. Máy móc xe này là bao với anh em luôn, bao thì thầm luôn, nó giống như xe điện vậy. Xe là máy zin nha, nói chung là sạch sẽ, về là chỉ đổ xăng thôi, và giá của em nó là 15.500.000. Đó, một vòng nó đi cho anh em xem cho nó rõ ràng, đẹp không anh em? Lâu lắm mấy chiếc xe này, là lâu mới có anh em, lâu mới về được để quay review cho anh em. Bữa trước mình lên chiếc đam xanh á thì nhiều ông anh dặn số, giống như có ông anh bên nước ngoài đó, là ông dặn shop em mấy chiếc màu đỏ đó, là có người đặt hết. Và em này cũng dễ thương, em này cũng giá dễ thương, chỉ 15.500.000 thôi, xe đều hết, nói chung là xe ok hết, chỉ có cặp niền thì nó hơi mục á, thì shop em có quay cho anh em, à, shop em có quay rõ ràng cho anh em, nên anh em ở xa yên tâm, mình ở đây là mua bán rõ ràng, có làm sao quay vậy, tránh cái trường hợp mít lòng đó anh em ha. Xi nhan là cái nào cái đó đàng hoàng, nên em ở xa yên tâm. Đó, cặp vẹt của em nó đây. Đó, vẹt của em nó đây. Đây, số khung, số máy đây. Đó, anh em thấy không? Có giá trị hoài niệm chưa? Cứ là có giá trị hoài niệm ha. Chỉ có 15.500.000 thôi. Có cọc là ship toàn quốc, nên em ở xa yên tâm. Rồi, cảm ơn em đã xem video nha. Nhớ bấm like và đăng ký giúp shop để luôn cập nhật được cái món phụ tùng và xe theo ngày tháng anh em nha. Đam, cúp Z2DK giá của em nó là 15.500.000 và xe có cọc ship tận nhà. Ok, cảm ơn em đã xem video nha. Bye bye.